Ok, hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel GTA 5 Mod Night của mình nha. Trong video ngày hôm nay mình sẽ không có hại làm một cái clip nào đó, mà video ngày hôm nay sẽ là một cái video về chúc mừng cái kênh của mình đã được 20.000 sub các bạn. 20.000 sub. Có thể là đối với nhiều bạn 20.000 là một con số bình thường, nhưng mà đối với một YouTuber làm từ con số 0 đi lên như mình thì 20.000 là một con số mà mình thôi cũng không biết nói sao, nó hơi kệ mẹ nó đi ha. Thì mình rất đầu tiên mình rất là cảm ơn các bạn, những cái fan hâm mộ, những cái người đã đồng hành cùng với mình từ khi mà cái thở mà khai thiên lập địa tới giờ ha. Từ cái lúc mà khai thiên lập địa tới giờ thì hy vọng là những bạn đã từng ủng hộ mình, đang ủng hộ mình và tất cả những bạn sẽ ủng hộ mình sẽ cũng sẽ đồng hành cùng mình suốt con đường mà tới khi mà mình đạt được 100.000 sub ha. Thì mình cũng khá là bất ngờ, tại vì cái bốc 20.000 sub này nó đến sớm hơn là dự định của mình. Tại vì theo dự định của mình là tới khoảng ngày 9 tháng 1 năm 2019, có nghĩa là một tháng kể từ khi mà kênh mình đạt được 10.000 sub, đó là ngày 9 tháng 12 năm 2018 á. Nhưng mà bữa nay là ngày 29 thì mình đã đạt được 20.000 sub thì mình rất là vui ha ha. Thả tim thả sao đó quên mẹ này. Rồi ok, những bạn nào mà comment trong video đó, nếu mà mình sẽ gán mình tranh thủ mình trả lời hết cho từng bạn luôn ha. Những bạn nào mà comment mà không có được tốt đẹp đó thì mình coi như mình sẽ xóa, nhưng mình cũng không có nói lại gì hết. Rồi một lần cuối cùng mình cảm ơn tất cả những cái fan hâm mộ của mình, những người đã subscribe, đã đăng ký và đã like những cái video của mình trong khoảng thời gian vừa qua ha. Mình cảm ơn tất cả các bạn ha. Các bạn là những coi như là những cái gì gọi là các bạn người ta gọi là không phải là người bình thường. Các bạn là cái người không phải là người tầm thường đâu, mà các bạn là những cái người các bạn là rất là giống như là trên gừng trên gú cắm sú các bạn. Ok, nói vui vậy ha, chứ mình thật ra hôm nay mình rất là vui. Trước khi bước sang năm mới thì mình cũng xin chúc tất cả các bạn có một năm mới, bắt đầu một năm mới thật là vui vẻ ha, thật là nhiều niềm vui, gia đình an khang thịnh vượng, mọi việc trong cuộc sống đều được như ý ha. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha. Những video mình đã hứa là các bạn mình sẽ làm, và sang năm mới mình sẽ live stream, tại vì cái kênh của mình hiện tại nó đang bị tắt cái tính năng live stream, tại vì bữa hổm coi cái trận đấu mà AFF Cup á, không vừa xem live stream mà vừa live stream mà vừa mở cái đó là mình coi, cho nên là nó tắt rồi, tới tháng 3 nó mới mở. Thôi kệ đi, cái đó mình làm sai nó phạt mình chịu ha. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video kỷ niệm 30.000 sub lần sau ha. Nhưng mà mình sẽ không biết là vào ngày nào, hy vọng là sẽ càng sớm càng tốt ha. Ví dụ mà một tháng làm khoảng 10 cái video kỷ niệm cũng được, không sao. Rồi ok, bye bye các bạn ha. Goodbye, see you again.